Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Mugin TV các bạn. Thì hôm nay quay về chia sẻ cho các bạn về cái công tác xử lý đất, xử lý cỏ, chuẩn bị đất để trồng ớt các bạn. Thì đây là bãi mình đang cỏ luôn các bạn. Cỏ thì cỏ là bên kia thì đang lên lết rồi. Đây mình đang xịt cỏ để lít đất, lít đất, lít cỏ xịt không được các bạn. Mình tranh thủ mình xịt cỏ luôn. Cỏ này mình để ra mình quay thuốc cũng như là cô pha hàm lượng bao nhiêu để cho các bạn mình cùng tham khảo luôn á, cách xử lý. Này thì mình đang chuẩn bị để xử lý đất. Này chuẩn bị liếp nè. Máy lên liếp đó. Máy lên liếp. Rồi đây cỏ thì lát mình sẽ ra hỏi thuốc cỏ cho các bạn xem coi có gì và xịt hàm lượng như thế nào. Rồi cái nào mình cùng xem và tham khảo nha các bạn. Thì xịt cỏ thì các bạn đất này thì hiện tại người ta hai bên nó trồng thì chưa có trồng gì chứ, mình xịt cần 4-5 mét bình thường, còn như người ta xịt rồi thì mình chủ yếu là mình xịt có cháy để cho đừng có bay qua đất người ta. Các bạn giờ chủ yếu thì mình xịt cỏ này thì ông nói là phá lâm với cỏ cọc, cỏ bông á. Thì mình sẽ lát mình sẽ quay giới thiệu cái hiệu thuốc cho các bạn xem để cho cả nhà mình cùng tham khảo. Thì xịt thì các bạn cũng làm nông, các bạn cũng đơn giản, các bạn cũng biết rồi đó, đơn giản thôi. Thì xịt thì pha bình thì quơ gì đó, đây đâu có gì đâu, để cho cả nhà mình xem và tham khảo. Mình sẽ đi ra ngoài mình quay thuốc cho các bạn xem, các bạn cho cả nhà mình xem. Mấy sợi hả? Quay quay phút này. Quay cái cho các bạn tham khảo cái hiệu thuốc các bạn. Cũng như là pha hàm lượng bao nhiêu để cho mọi người cùng tham khảo. Thì đây là xịt pha lâm chỉ có cặp các bạn. Đây. Đang nơi rồi nè. Thuốc trừ cỏ. Các bạn thấy không biết nữa, cá nắng quá. Thuốc trừ cỏ nè, Lyphos, Lyphosap hoặc chắc là Lyphos Ispa gì nữa mà tiếng Anh mình dở quá. Diệt cỏ tận gốc. Đó cả nhà. Cho các bạn xem và tham khảo cái hàm lượng thuốc các bạn. Chỉ có cặp này là mà nửa cặp dở hết hồn. Đây. Thấy không biết nữa, cháy nắng quá. Đây, thuốc trừ cỏ Celeste Spe 240C, Celeste Spe 240C, thành phần là Letrozole 200 g lít. Đó, cái này thì nửa cặp các bạn trên bình điện mình đó. Và thêm chai này nữa, chắc cổ chợ nè, tăng hiệu lực thuốc cỏ. Thì ông xài một bình là xài cái này 300 nha các bạn, chai bự này 300 và nửa cặp này. Đó thì cỏ đó cho các bạn mình cùng tham khảo nha. Thì các bạn có gì không ấy thì cứ liên hệ với thầm bình luận các bạn để mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn xem, hỏi nhiều người nó có gì để thì mình sẽ chia sẻ các bạn. Các bạn có không gọi hiệu thuốc thì cứ nhắn mình bình luận, mình sẽ gửi tin thuốc cho các bạn xem. Nãy giờ quay và chia sẻ cho các bạn về cái xịt cỏ rồi bạn, xử lý cỏ trên đất chuẩn bị trồng ớt. Video đến đây là hết các bạn. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ liên hệ comment dưới bình luận ha, để có gì em sẽ hỏi và chia sẻ cho các bạn xem. Rồi, video đến đây là hết các bạn. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.